Hôm nay cô giới thiệu bài số đo góc, chương trình hình học 6, học kỳ 2. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lại kiến thức cũ. 1. Vẽ một góc và đặt tên góc vừa vẽ, chỉ rõ đỉnh, cạnh của góc. 2. Vẽ một tia nằm giữa hai cạnh của góc trên, đặt tên tia đó. Hỏi: hình vừa vẽ có bao nhiêu góc? Đó là những góc nào? Theo đề, ta có hình vẽ như trên. Góc XOE có đỉnh O, hai cạnh là OX và OE. Hình vẽ có 3 góc: góc XOE, góc XOT và góc TOE. Ta sang bài mới. Bài 3, số đo góc. Một nhỏ, ta cùng nhau đo góc XOE. Dụng cụ đo góc. Để đo góc, người ta dùng thước đo góc như hình. Thước này là một nửa hình tròn được ghi từ 0 độ đến 180 độ. Tâm của nửa hình tròn là tâm của thước. Đơn vị đo góc là độ, một độ ký hiệu là số 1, kèm số 0 ở phía trên bên phải. Cách đo góc XOE. 1. Đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh góc. 2. Một cạnh của góc đi qua vạch số 0 của thước. 3. Cạnh còn lại đi qua vạch 115. Ta nói góc XOE có số đo là 115 độ. Ký hiệu: góc XOE bằng 115 độ. 2. Góc IOX bằng 115 độ. Nhận xét, mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là 180 độ. Số đo của mỗi góc không vượt quá 180 độ. Ta sang một hai nhỏ, so sánh hai góc. Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. Trên hình vẽ, ta thấy góc XOE có số đo bằng 35 độ. Góc OIV cũng có số đo bằng 35 độ. Số đo của hai góc này bằng nhau, do đấy hai góc này bằng nhau. Ký hiệu: góc XOE bằng góc OIV. Trong hai góc không bằng nhau, góc nào có số đo lớn hơn thì góc đó sẽ lớn hơn. Trên hình ta thấy góc SOT có số đo bằng 142 độ. Góc BEQ có số đo bằng 35 độ. Như vậy, góc SOT lớn hơn góc BEQ. Ký hiệu như trên.
ba nhỏ, góc vuông, góc nhỏ, góc tù. Nhìn vào hình thứ nhất, ta thấy góc XOA có số đo bằng 90 độ. Góc XOA là góc vuông. Ta định nghĩa góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ. Số đo của góc vuông còn ký hiệu là 1 vuông. Hình thứ hai, góc XOA lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ. Góc XOA là góc nhỏ. Góc nhỏ là góc nhỏ hơn góc vuông. Hình thứ ba, góc XOA có số đo lớn hơn 90 độ, nhỏ hơn 180 độ. Góc XOA được gọi là góc tù. Ta định nghĩa góc tù là góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt. Hình cuối cùng, góc XOA có số đo bằng 180 độ và góc XOA là góc bẹt. Ta cùng nhau củng cố kiến thức bằng bài tập 11 trang 79 sách giáo khoa. Nhìn hình vẽ, đọc số đo của các góc XOA, góc XOZ, góc XOT. Ta thấy góc XOA có số đo là 50 độ, góc XOZ có số đo là 100 độ và góc XOT có số đo là 130 độ. Bài giảng đến đây là hết. Chúc các em tiếp thu kiến thức tốt.